Bộ salon hình dáng cua độc đáo này được làm bằng gỗ nguyên khối có nguồn gốc từ nước ngoài. Trong đó, chiếc bàn dài 4,9 m, rộng 2,3 m, dày 22 cm được làm từ gỗ gõ đỏ Indonesia. Trong số 11 chú cua khổng lồ thì chú cua đầu đàn được đặt ở đầu chiếc bàn là to nhất, với cặp càng đang giơ lên cao. Còn các chú cua còn lại thì giống nhau với những chiếc càng chĩa xuống phía dưới, chú nào cũng lực lưỡng, mạnh mẽ. 11 chiếc ghế cũng là những chú cua được tạo từ gỗ gõ đỏ nguyên khối. Riêng chú cua phía đầu bàn là được tạo tác bằng gỗ lim. Tất cả các chú cua được nghệ nhân tài hoa chế tác cực kỳ tinh xảo, nhìn vào y hệt như những chú cua thật. Chủ nhân của bộ salon siêu độc này tiết lộ, bộ salon cua này trị giá lên đến trên 2 tỷ đồng và được xem là độc nhất vô nhị ở miền Tây. Thưa quý vị và các bạn, mới đây một kỹ sư tên Lương Mỹ Phương công tác tại trạm khuyến nông huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã thực hiện thành công dự án tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn với lục bình. Và thưa quý vị, là dự án này đã được ngành chuyên môn đánh giá cao, đã mở ra phương thức sản xuất mới hiệu quả hơn cho nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo đánh giá của nông dân, dự án được thực hiện thành công đã giúp mỗi hộ thu được lợi nhuận cao hơn so với trước khi thực hiện dự án. Và hiện một số nông dân cũng đã tiếp tục áp dụng phương pháp trồng mới này ở những vụ mùa sau. Kỹ sư Lương Mỹ Phương, người thực hiện dự án cho biết, trồng nấm rơm trong nhà là hướng đi mới của nghề trồng nấm rơm và có nhiều ưu điểm hơn so với cách trồng nấm rơm ngoài trời, như chủ động điều chỉnh được ẩm độ, nhiệt độ, tiết kiệm được diện tích chất mô và không phụ thuộc vào thời tiết. Từ đó, mô hình mới này đã giúp nâng cao được giá trị kinh tế, có lợi cho việc bảo vệ môi trường. Hiện nay, như chúng ta đã biết là rơm được sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như là rơm được sử dụng trong chăn nuôi bò, hay là rơm được sử dụng để tủ rau màu và trồng nấm rơm. Thế nên giá rơm ngày càng cao. Tôi suy nghĩ là tại sao mình không sử dụng một nguồn nguyên liệu khác, ví dụ như là lục bình, để phối trộn vào nguyên liệu rơm để trồng nấm. Thứ nhất là vừa tăng thêm hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Cái thứ hai là vừa tăng thêm lợi ích bảo vệ môi trường. Dựa trên kết quả của hai đề tài mà chúng tôi đã thực hiện vào năm 2015 và năm 2016, là dựa trên kết quả của hai đề tài đó thì chúng tôi đã thực hiện cái dự án là tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguồn nguyên liệu rơm phối trộn với lục bình. Với tính khả thi cao, dự án tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình của kỹ sư Lương Mỹ Phương đã được phê duyệt, thực hiện từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 với tổng kinh phí 153 triệu đồng. Qua 10 tháng thực hiện, dự án đã đạt được các mục tiêu đề ra, đã xây dựng và chuyển giao quy trình trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân. Tổ chức được một lớp tập huấn cho 30 nông dân thuộc 5 xã thị trấn tại huyện Phú Tân về kỹ thuật trồng nấm rơm theo phương thức mới, sử dụng nguyên liệu rơm phối trộn với nguyên liệu lục bình, thực hiện trình diễn hai mô hình trồng nấm rơm ngoài trời từ nguyên liệu 50% rơm phối trộn với 50% lục bình. Theo đánh giá của nông dân, mặc dù tổng chi phí sản xuất cao hơn so với trước khi thực hiện dự án, nhưng mỗi hộ lại thu được lợi nhuận cao hơn so với trước khi thực hiện dự án. Hai hộ này cũng đã tiếp tục áp dụng phương pháp trồng mới này ở những vụ mùa sau. Thì tôi thấy cái mô hình mặn nấm rơm trộn lục bình này thì nó cũng mặn dễ như truyền thống của mình, không có gì khó. Thì năng suất bên lục bình thì nó đạt hơn bên rơm thường, mà nó dễ xử lý hơn vụ nước nôi nữa. Như cái lục bình thì nó như mình tưới nước lỡ nó có dư nó không sao, nó vẫn rút được. Còn cái thằng rơm mà tưới nước dư rồi thì khó mà lấy ra. Cái mô hình mới mặn phối trộn với lục bình đó thì cũng được lần này nữa là lần thứ ba, thì tôi thấy nó cũng thu nhập nó cao hơn cái rơm không. Thì cái lục bình với cái rơm thì nó thu hoạch có kinh tế hiệu quả hơn nhiều. Thành công của dự án không chỉ làm tăng giá trị sản xuất cho nông dân mà còn góp phần tăng thêm nguồn lợi ích bảo vệ môi trường.
Chính từ dự án đã giải quyết được 20.475 kg lục bình tươi, chiếm diện tích gần 1.500 m2 trên mặt sông Hậu thuộc địa bàn huyện Phú Tân. Sản lượng bã thải sau khi trồng nấm dùng để ủ phân hữu cơ thay thế cho phân hóa học, hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm một phần chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Qua thực hiện cái mô hình mà rơm phối trộn với lục bình thì so với cái thực hiện theo kiểu cũ thì nó là tăng năng suất từ 1,5 đến 2 lần. Cái hiệu quả thứ hai đó, tăng lợi nhuận gấp 2 đến 3 lần. Cái hiệu quả thứ ba nữa là về tác động đến cái môi trường. Thì cái hiệu quả này thì chúng ta thấy rõ là khi thực hiện này là nông dân thực hiện vớt lục bình trên các kênh rạch. Và đặc biệt cái lục bình này thì nó sẽ gây ách tắc, làm ô nhiễm môi trường. Thì khi thực hiện này thì vừa tận dụng được cái lục bình, vừa góp phần giải quyết được cái vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Thì khi thực hiện dự án này, chúng tôi cũng đã tập huấn chuyển giao cái kỹ thuật trồng nấm rơm từ rơm phối trộn lục bình cho các nông dân tham gia dự án. Bên cạnh đó thì ở đơn vị cũng đã cử cán bộ kỹ thuật tư vấn hỗ trợ cho các nông dân có nhu cầu mà thực hiện theo cái mô hình này. Có thể nói việc triển khai dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường rất lớn, tăng năng suất trồng nấm rơm, mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể trong sản xuất cho nông dân. Và từ đây cũng đã mở ra phương thức sản xuất mới, hiệu quả hơn cho người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại hiện trường, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm chiến sĩ là công an, bộ đội và lực lượng chức năng đến để giúp người dân sơ tán vật dụng cùng các tài sản. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã di chuyển đối với về con người thì chúng tôi đã đảm bảo an toàn về con người, không để xảy ra thiệt hại đến tính mạng. Về tài sản thì về cơ bản thì cũng đã di chuyển được các cái đồ đạc tài sản đối với người dân ở trong nhà về cái nơi đảm bảo an toàn. Các cái cơ quan cảnh báo chúng tôi được thường xuyên cảnh báo, cập nhật thời tiết một cách hết sức là chuẩn chỉnh và hết sức kịp thời, và đề nghị người dân và cũng phải chú ý lắng nghe và phải chấp hành cái khu dân cư, bởi vì cái hệ thống phòng chống bão bây giờ đã đến trưởng thôn rồi, đến khu dân cư rồi, thì khi mà cái tiếng nói của khu dân cư xuống thì đề nghị người dân cũng phải tự giác và tích cực. Các hộ dân này đã trong quy hoạch tái định cư tại nơi ở mới, tuy nhiên có nhiều hộ dân vẫn không chịu dời đi. Thời gian tới, thành phố cương quyết di chuyển những hộ dân còn lại trong khu vực nguy hiểm đến ở nơi tái định cư an toàn. Thưa quý vị, trong khi đó ở tỉnh Phú Thọ, người dân cũng đang oằn mình gánh chịu hậu quả đáng sợ của thời tiết. Mưa liên tiếp trong mấy ngày gần đây thì khiến đất đá từ đồi núi sạt xuống và không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân. Bùn cát vùi lấp nhiều căn nhà khiến người dân lao đao lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Sau một đêm, nhà ông Nguyễn Hữu Thịnh ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã ngập gần 1 mét nước. Nước từ đồi núi chảy xuống cuồn cuộn đã làm đổ sập tường rào, tràn vào trong nhà gây thiệt hại lớn về tài sản. Mưa dứt, ông tranh thủ nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong dòng nước đục ngầu để khắc phục. Ba ơi, vỡ tường rồi, thế nên là tôi mới về. Đấy, đi bộ về các thứ quần áo xe máy vẫn ở cơ quan. Đấy, về thì là thấy vỡ tường này thì nước tràn qua cửa sổ. Mà nước bên này ập sang thì nó lại trèo qua tấm này. Tầm độ 15 phân. Đấy, thì nói chung là một tuần này là vất vả. Ở ngôi nhà cạnh bên, dù đã rất chủ động phòng tránh mưa lũ, song bùn đất vẫn tràn vào nhà bà Bái với khối lượng lớn. Từ tấm tôn, bao đất đến chăn màn đều được gia đình huy động tối đa để ngăn nước. Mọi thứ đều trở nên tan hoang khi dòng lũ đi qua. Không chưa bao giờ thấy. Từ ngày là tóm lại làm người đến bây giờ, có khi là bây giờ mới thấy thế này. Về đất Thanh Sơn đây ra này là thế là một. Thế là chứ còn chưa thấy bao giờ có trận lũ như này, còn ở đây cát nó chảy ngoài đường thì là chuyện bình thường. Thế nhưng mà giờ nó vào nhà vào cửa như trận này thì là bây giờ mà có lịch sử đấy. Đối với người dân, đây là lần đầu tiên lũ bùn đất tràn vào đến nhà nên mọi người rơi vào tình thế bị động. Bùn cát còn chảy tràn ra quốc lộ 32, ảnh hưởng đến nhiều phương tiện giao thông qua tuyến đường này. Kính thưa quý vị, liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày hôm nay Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tang một băng nhóm gồm 4 đối tượng, tàn trữ nhiều hung khí nguy hiểm. Thật đáng sợ khi băng nhóm này đem súng và hung khí đến đảo Phú Quốc ẩn náu, chờ thời cơ để hoạt động phạm tội. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc đã tiến hành khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm Trương Năm, 32 tuổi,
Cao Cảnh Long, 23 tuổi, ngụ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Phạm Giang Vũ, 24 tuổi, Nguyễn Giang Cường, 17 tuổi, cùng ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, công an đã bắt quả tang 4 đối tượng này đang tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép tại một cơ sở kinh doanh cầm đồ, kinh doanh bất động sản tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông. Lực lượng công an đã tạm giữ một khẩu súng trường AR-15, 3 viên đạn cùng một số hung khí khác. Bước đầu, đối tượng Trương Nam khai nhận số lượng súng đạn y lấy của một người quen ở gần biên giới Việt-Lào, mang đến đảo Phú Quốc cùng các đối tượng còn lại thay phiên nhau cất giấu với mục đích thị uy và làm bảo kê. Nhóm này chưa có cơ hội đem ra sử dụng thì bị công an phát hiện bắt giữ. Tiếp theo, chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác về một vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại Bình Dương. Kính thưa quý vị, nhiều người đi ngang qua bãi đất trống thì phát hiện năm thanh niên nằm bất động tại bãi cỏ, xung quanh thì có rất nhiều dấu hiệu nghi vấn. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến với bệnh viện. Vì sao lại có vụ việc này? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại hiện trường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 30 tháng 7 tại một con hẻm nằm trên đường DT747, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhiều người đi ngang qua bãi đất trống thấy một nam thanh niên khoảng 25 đến 30 tuổi nằm bất động trên bãi cỏ, xung quanh có nhiều xáo trộn, trên người nạn nhân có nhiều vết thương và còn mang đồng phục sơ ôm công nghệ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nhận tin báo, công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, cơ quan công an nhận định đây là vụ giết người cướp của, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, biết bao nhiêu vụ thảm án đã xảy ra chỉ xuất phát từ sự thiếu kiềm chế trong lúc say xỉn. Liên quan đến vấn nạn bạo lực đáng sợ trong cộng đồng này là vụ án gây xôn xao dư luận ở miền Tây thời gian qua. Sau cuộc nhậu, người anh rể và em vợ nảy sinh mâu thuẫn rồi dùng hung khí tấn công nhau. Kết thúc vụ việc, người thiệt mạng, kẻ vào tù. Và thưa quý vị, là trong diễn tiến mới nhất của vụ việc này thì ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa tuyên phạt bị cáo Thạch Khum bản án thích đáng về hành vi giết người của mình. Bị cáo là Thạch Khum, 31 tuổi, ngụ tại xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, bị tuyên phạt 10 năm tù giam về tội giết người. Nạn nhân là anh Thạch N, 44 tuổi, anh rể của bị cáo. Vào ngày 22 tháng 1, Khum gọi con của Thạch N đi mua một lít rượu về để uống. Khum ngồi uống rượu một mình bên hông nhà. Đối tượng uống gần hết rượu thì dọn nghỉ. Đến chiều, anh N đi uống rượu ở một nơi khác về đến nhà và xảy ra cự cãi với Khum. Trong lúc cự cãi, anh N dùng khúc tre đánh vào đầu Khum làm gãy khúc cây. Tức giận, Khum dùng kéo tấn công anh rể. Sau khi vụ việc xảy ra, Khum đem kéo cất vào vị trí cũ rồi đi ra thì thấy anh N đến mương nước trước cửa nhà rửa vết thương. Một lúc sau, Khum thấy ngực anh N chảy nhiều máu nên đã xé áo băng bó vết thương rồi gọi hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh N đã không qua khỏi. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, Khum đến công an xã An Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.